chào tất cả các bạn và chào mừng quay trở lại với channel của mình, Miller Tech. Và sau đây là tập 2 của Amnesia A Machine for Fake. Ok. Tập trước chúng ta đã dừng ở đây đúng không? Yep. Chả hiểu cần gà này làm gì luôn. Oh my god. Chắc nó mở cửa nào ở đây mà. Mong thế. Ui, tiếng gì ấy? Gì đấy? Có gì rung lắm. Liệu có mở được cửa này? Oh my god, mở được thật à? Oh my god. In Lily... toàn từ đâu ra ấy? Đọc như kiểu 50 Shades of Grey. What the fuck? Đọc chả hiểu một cái con ngựa gì cả. Đậu phộng. Ok. Làm một loạt nhanh của em cái chị. Ok, cảm ơn chị. Rồi. Đến chỗ mới ở đây các bạn. Hành lang này có vẻ nguy hiểm. Các bạn cứ bình con ngựa nó tĩnh đi. Mình tĩnh các bạn. Gì vào căng. To run hold left shift. Rồi ok, đã hiểu. Để chạy thì giữ nút shift là ok. Đây thì say we are not allowed to play. Bố bảo là chúng tôi không được chơi với động vật nữa. Chúng tôi đang chơi trốn tìm với Cúc. Thì bố đến và hét vào mặt chúng tôi. Thì chúng tôi chỉ dám nấp sau Mr. Grumpy Teddy. Oh my god, thay hiểu cái con ngựa gì cả. Các bạn có thể tự lên Google Translate và tự dịch. Thank you. Bởi vì mình là một thằng lười như con dog. À nhầm xíu. Mình vừa tự nhận mình là con đó. Tuyệt vời. Tay cái, vỗ tay cái. Ok. Thì bây giờ mình cũng chưa biết phải đi đâu đây này. Đang khó hiểu vô đây này. Đường này bố ơi. Đến và xem đi. What the fuck. Motherfuck, what the. Motherfuck, cái đầu mẹ, what the hell. Mày làm bố mày giật cá mình. Đã đang sợ thì chờ. Mặt đà lợn này. Liệu mình có phải thu nhập cái này không? Không. Tốt. Đỡ phải nhận lằng nhằng từ đấy giờ nhìn thấy 3-4 cái này rồi đấy. Sợ vôn. Ui. Cái củ lông gì vậy? What the fuck? Sao trắng tinh màn hình này? Đậu mong. Liệu có bật được đèn đấy không? Dạ có. Oh my god. Từ. Xem có gì thu thập được không ấy. Ngăn kéo này mở hết ra. No. Nghe nói là súng ở khắp mọi nơi mà không nhặt được lên này. Thế mà game này nó bảo là chỉ có chạy thôi, không có tấn công lại. Mẹ mình cầm khẩu súng mình hét sọt vào cái. Thì độ phộng của con ma nó dám lằng nhằng với mình. Đúng không? Trần con ngựa. Con hà. Ô, sao lại có mấy con động vật trong tủ kính này? Con thú ăn kiến đúng không? Xem nào. Giant đúng rồi. Thú ăn kiến này. Hà mã này. Da báo này. Con gấu này. Đẩy được cơ à? Vãi hồn. Vãi hồn. Mở được lối bí mật gì đây? Tôi thề là vào trong đây là thể nào cũng có con ma nó hù mình cho mà xem này. Không có, không phải là người luôn. Cái gì chứ? Có cái gì ghê ghê ở đây lắm ấy. Các bạn nè. Cứ mình con ngựa nó tĩnh đi các bạn nè. Bây giờ hoảng là ăn phốt ngay. Vào luôn. Ok, thử bắn này. Rồi. Giờ sao? Xem có gì thay đổi đây không? À, thấy chưa? Mở được cổng rồi các bạn ơi. Bây giờ thì cố gắng tìm cái lối để ra ngoài đấy chăng? Phải không nhỉ? Có bắt được cái gì ở đây không? Từ bình tĩnh các bạn ơi. Có gì nguy hiểm đấy? Cú này. Cái đậu xanh người vặn được cái đấy xong thì sao? Còn một lối nữa này.
Ôi nồi, Thành không đi ra ngoài đền đâu. Sợ lắm. Ok, cố gắng lên nào Thành. Sao biết là mày đang sợ ông cái gì đấy? Cái gì mà chạy qua đấy? Đậu phộng. Ghê buồn. Bình tĩnh đi bạn đi. Các bạn có biết bí quyết của mình khi mình chơi cái gì để cho tỉnh nhất có thể không? Là các bạn hãy ít tưởng tượng như là gấu gấu mình đang 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 ôm mình ấy. Còn nếu các bạn không 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 có gấu ấy thì mình cũng đã biết. Đùa thôi chứ đừng đừng áp dụng cách đấy. Cách đấy dị lắm. Các bạn cố gắng thôi. Đừng nhập tâm quá vào game thì thôi. Chứ còn mình thì mình phải bình luận thì mình nhập tâm là đúng rồi. Trời ơi. Cái đầu phòng hai cửa này là một hay như nào? What the fuck? Từ từ bình con ngựa nó tính lại các bạn. Lại điện thoại này. Alo em mẹ. Tao biết mày là ai đâu. Người người ở đầu dây điện thoại bên kia bảo là các cái con của chúng. Hello, Hello. Thì cái người ở đầu dây bên kia bảo là hello. các cái đứa con của chúng ta bị giữ nhốt trong lồng ở đâu đó, thì mình phải làm cái gì đó? Đây là lối cũ hay lối mới đấy? Hẳn là đây là lối mới nhưng mà không 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 đi được thêm vì có cái cổng mà to đùng, có cái cổng chà bá để đấy rồi thì tính sao? Thì mình cứ đi theo tuyến tính chút đã. Mấy nếu mà thuộc dạng mấy game chỗ cũ này, thuộc dạng mấy game kinh dị phải tìm đường như này thì các bạn cứ đi tuyến tính cho mình nhé, kiểu là thấy đường nào đi luôn ấy. Thì tầm khoảng 60% đến 70% là các bạn sẽ đi đúng đường. Đó là kinh nghiệm chơi game kinh dị mà tìm đường của mình. Mình chả biết cách đấy có đúng không. Rồi cửa này khóa rồi. Vậy là chỉ có một đường. Nào chạy đi Thành. Do bởi vì mình thấy dần 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 khi chạy qua khu này lắm nhá. Tuy là ở trong các game kinh dị khác thì chúng ta luôn luôn sợ khi phải bị nhốt trong một cái tòa nhà hoặc là một cái khu nào đó, nhưng mà được ra ngoài ngoài trời và hít thở không khí kiểu này thì cũng sợ lắm, chả khác gì bên trong đâu. Thôi vào vào khi an toàn hơn ấy, ngoài kinh hồn. Gì nhỉ, mình đường này mình đi chưa? À có tờ nốt này, đường nào cũng có dịch đâu, mình chỉ để đấy xem có gì hay không. Vậy là không có. Có cửa này chưa vào đúng không? Tờ hỡi. Không dùng được cái gì trong này à? Hả? Cái gì? Ula! Ula! Ui này, cái gì đấy? Ôi tuyệt, con ngựa nó vời các bạn mê. Hóa ra đây là máu. Có ai đến 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 Perius à? Mà tại sao lại có cái gì kìa, trong cũi có gì kìa. Từ từ mình phải cố gắng lên. Thế sao có máu xung quanh đây các bạn? Mình nghĩ đây là cái hầm rượu thì đúng hơn chứ đây không phải máu đâu. Đấy, nó đúng, hoặc là máu, nếu là máu thì là không ổn rồi, thì là mình chắc là mình không chơi đâu vì sợ lắm. Ai quay 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 tay quay tay. Ok, vậy là mở được van van thứ hai. Mình nghĩ là mình đây có phải là cái chỗ để cho mấy cái cục thịt lợn không? Ô mình hiểu rồi, hóa ra cái ông bố này là ông bố mở đại lý bán đại 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 lý bán thịt lợn con ngựa rồi. Nhìn này, cái gì kìa, lòng à, thịt chuột à, vãi lòng. Ông ấy gì ấy, toàn ngồi uống rượu với cả ăn thịt chuột để nhắm 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 rượu vãi lìn. Thánh con ngựa nó vật rồi. Cái gì kìa? Các bạn ơi, các bạn để ý không? Vừa nãy mình đi vào lối này cửa đâu có mở, mà trong đây còn có con gì cơ mà. Các bạn nè, sự việc bắt đầu nghiêm trọng rồi các bạn nè. No 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 no, không ổn không ổn không ổn chút nào luôn đấy. Đèn nhấp nháy kìa. Get the fuck out. Niga Higa bảo là khi mà đèn nhấp nháy cút GTFO. Get the fuck out. Oh my god. Thành ơi. Ui mẹ ơi. Có vệt máu ở đây này mẹ ơi. Cái gì kìa? Cái gì kìa? Chạy cuối hành lang là cái gì đấy? Ôi các bạn nè, bình con hand up bleeding, I'm raw. How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction?
Thì ông này đang tự vấn lương tâm là kiểu ông này đi chặt thịt lợn nhiều quá, ông không rửa tay ấy, thì ông ngại không 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 ôm hôn các con được. Đùa đấy thôi chứ mình cũng chả hiểu đang nói cái của nợ gì cả. Các bạn đừng đừng để ý lời thằng Thành nói, nó xàm lắm. Nốt tiếp. Đây là một bài thơ ha. Nhìn bố cục văn bản này là bài thơ rồi. Rồi ok. Thằng nào anh cũng không đọc đâu mà em. Em cho mấy cái nốt vào khác gì em thừa thãi. Trong này có nốt, cũng có nốt cả. Đã có đọc được không? Đọc cái. Ok. À, chắc là không phải nốt rồi, chắc là để trang trí. Không thì bây giờ mình sẽ quay về cái chỗ ban đầu của cái van thứ nhất để xem có gì mới không. Theo mình nghĩ là như vậy. À, mình nghĩ là ô là vãi hồn con trồn bạn nè. Mình đã ghét ra ngoài rồi bạn nè. Bạn cho mình ăn quả phốt này nặng quá bạn nè. Vào bên trong ghê quá, ghê quá, ghê quá. Đóng cửa một cái. Mẹ nó. Game gì ghê vôn. Mình bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Gọi gì gọi nữa đi. Thôi rồi, sợ thôi rồi. CLT đây là lối mới phải không? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là lối mới bạn ơi. À, có nên vào hay không? Có đấy. Ông này như kiểu là đang nhớ lại mấy cái ký ức gì đó phải không? Kiểu ông này mất trí nhớ mà, Alzheimer mà, khổ vãi. Ok. Cứ tập trung chơi thôi. Không có gì phải sợ cả. À đây là cái van thứ nhất rồi, đây đây là cái chỗ van thứ nhất rồi. Thì vừa nãy mình đã thấy là cái cổng nó được mở ở đây. Các con chờ bố một tí, bố đến con ngựa đây, các con chạy nhanh vồn, các con tốc biến à. Ôi đậu phộng, các con này tốc biến rồi. Chạy nhanh vồn. Không sao. Hả? Ô có cửa này. Ui giời ơi, sao cho anh ra ngoài này em ơi. Kinh vồn. Ông này kiểu như là mở quán rượu với cả thịt lợn nhắm ấy. Cho nên là chỗ nào cũng thấy rượu với cả thịt lợn. Vồn. Bây giờ mấy con lợn nó thành tinh nó ra nó trả thù ngu vãi. Ok. Vào được đây rồi các bạn ơi. Thì là các bạn phải biết là mình đang sợ lắm rồi. Ui. Vãi hồn con trồn. Đậu phộng. Em đừng đừng hù anh, đừng hù anh. Bây giờ bên các bạn nhá, chuẩn bị nhá, có thể là jump scare. Ồ, không có. Kiểu các bạn tưởng tượng là đang màn hình đen xì ấy, tầm khoảng 2 3 giây ấy. Xong có con lợn nó vào nó rape cho thì thôi. Từ đây mình nghỉ 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 từ luôn từ tập 2. Ok. Mình chơi tiếp được chưa hả bạn? Cho mình chơi tiếp cái. Gì mà cứ ngất lên ngất xuống thế. Rảnh vôn. Thôi xong rồi mất cái đèn lồng. Vẫn còn sướng vãi. Thì khi mình đi xuống từ cầu thang này thì có cái của nợ gì nó rơi từ trên này xuống này. Chắc là cái ống hơi gì đó, steam pipe, nó rơi xuống. Thì bây giờ không còn đường lên nữa rồi. Thì bây giờ kẹt ở đây. Thôi thì liều ăn nhiều, YOLO. Đằng nào cũng đi tìm các con. Thì mình lại có cuộc gọi điện. Từ từ mình nghe đã rồi mình sẽ nói cho các bạn sau. Có cái điều mình muốn nói với bạn. Ok. What do you need me to do? Alo, mẹ How à? can I find you? Dạ. Vâng. Lìn. Bây giờ Lê ơi, cắm cơm. My God. Mình bây giờ mẹ nhớ gì phải đổ sang em. Đúng là người anh của năm. Best brother 2014. Ok. Mình đang nói với các bạn là cố gắng sang sang channel của em Simon để ủng hộ em ấy, chứ bây giờ em ấy là có nhiều fan mà em ấy vẫn 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 mặc cảm hay sao mà em ấy bỏ không không làm channel, không làm video nữa. Em bảo em bỏ một tuần chả biết sao.
các bạn cố gắng ra ủng hộ channel của em ấy, please. Vì em ấy cũng là team mình và mình quan tâm đến các thành viên trong team, rất quan tâm đến các thành viên trong team, đặc biệt là Dev và mọi người, nói chung là như nhau. Ok, xem nào. Ủ lông gì vậy? Sao không được, bật lại vậy? Ula! Cái đây gọi là gì? Đây là pin hay là cái củ lồng gì đấy? Ờ, pin bị hỏng con ngừa rồi. Yeah! Mình sẽ dừng tập 2 ở đây, mình mong các bạn thích tập này. Nếu các bạn thích hãy nhớ like, subscribe, comment và share để mình có động lực làm thêm video tiếp. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở ngày mai. Vào ngày mai! Tập 3, ok? 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 Yeah, nhớ săn cho channel của Simon để ủng hộ em ấy nhá. Ok, tạm biệt các bạn, mình yêu các bạn nhiều. Thank you. I love you and I know you love me too. That's right, and I know baby. You love me too.